Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 13. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài The Train. Ở bài này chúng ta sẽ được học thêm một nốt nhạc nữa. Đó là nốt gì? Bây giờ các con cùng quan sát nhé. Nhìn vào phần phía trên của trang giấy này sẽ có hai nốt là nốt Do và nốt mới là nốt Re, được viết sát với lại dòng kẻ đầu tiên trong khóa son. Về ký hiệu thì nốt Do là chữ C, còn nốt Re là chữ D. Và ở trong bản nhạc thì chúng ta sẽ có xuất hiện của nốt Re tròn, Re trắng, Re đen. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm phím Re trước nhé. Đây là nốt Re này. Nốt Re. Và các nốt Re đen như thế này. Đó. Thế thì khi chúng ta đọc bản nhạc này, chúng ta sẽ kết hợp hai tên gọi đối với hai nốt nhạc khác nhau. Và cao độ thì các con có thể thì các con đọc đúng cao độ giống như cô gọi, hoặc không thì chúng ta chỉ cần gọi tên nốt thôi thì cũng là một cách rất là tốt, không sao hết nhé. Bây giờ với nhịp 4-4 thì cô sẽ lấy nhịp đều và cô đọc bản nhạc này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Rê 2, 3, 4. Đô 2, rê 2. Đô 2, rê 2. Do re do re do re do re do 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 do. Như vậy, cô vừa hướng dẫn xong cho các con cách đọc nốt của bản nhạc này. Sau đây thì các con cùng quan sát trên phím, cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi bản nhạc này như thế nào nhé. Ở bài The Train, chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ chỉ chơi bằng tay phải thôi, không sử dụng đến tay trái. Như vậy tay trái các con có thể nghỉ ngơi. Và tay phải thì chúng ta sẽ sử dụng hai ngón tay, đó là nốt đô ngón 1, nốt rê ngón 2. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn và làm mẫu cho các con từ đầu cho đến cuối bản nhạc này nhé. Nhịp 4-4. 1, 2, 3, 4. Đô 2, 3, 4. Rê 2, 3, 4. Đô 2. Rê 2. Đô 2. Rê 2. Đô rê. Đô rê. Đô rê. Đô rê. Đô rê. Đô. 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 Như vậy, cô đã vừa chơi một lượt từ đầu đến cuối bài. Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu cùng với lại nhạc tốc độ chậm và tốc độ nhanh. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Rê 2, 3, 4. Đô 2. Tiếp theo các con lắng nghe ở tốc độ nhanh nhé. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con một lượt từ đầu đến cuối bài. Chơi bản nhạc này thì chúng ta, cô nhắc lại chỉ cần chơi khóa son thôi này. Chúng ta nhớ về nốt nhạc được ghi ở trên khóa son như thế nào để nhận biết hai nốt Do, Re thật nhanh nhé. Và chúng ta cũng lưu ý về cách gõ là khi chúng ta gõ ngón nào thì các con sẽ nhấc tay ngón đấy lên và chúng ta gõ thật dứt khoát xuống.
bằng đầu ngón tay khum nhé, không được gãy đốt tay nhé các con. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 13, The Train. Cô chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo nhé.